Khai sở không mà cái gì cho nên đâu như khai sở hay có li mà tao xua lơ tao sửa cứ tối là được xem rồi thế đó chúc mừng à dạ. Giống hay là giống là giống cực coi giống xe luôn. Sao mà tù xuyên chai. Mọi người đừng có nhau đẩy đi. Đẩy qua chỗ này á. Ơ chứ. Ơ khăn này là gì ạ? Dạ. Bùi tì luôn. Dạ mua bé lắp xì lùng. Ơ dạ đó. Ôi xem YouTube nhé, chuyển sang LV đi. Thích không anh? Ngồi gần đây anh cho xem, mình xem nhà của mình nhé. Xem nhà mình nhé. Xuống thì xuống trang chủ. Xem nhà mình nhé, xem tao rắc mạch nhé. Cho xem cái mặt của tao rắc mạch luôn.
tức là tam giác vàng là thế nào? Là tam giác vàng, không giờ tam giác mạch. Đây. Thái Lan luôn rồi. Đấy. Mỹ Linh hôm nay đã được mấy triệu đây. Quản gì thế? Đấy. Đấy. Nhà về nhà này có mặt. Thấy mình nữa hả? Bên này chưa? Buộc ở đây vòng qua, cổ đây vòng qua xong xỏ cái cây ra, hai người kia mình xuống dưới kia. Tiết kiệm nhá, hai người em đủ kia cái thủ này rồi. Thích nha, thích rồi. Tí nữa về anh hướng dẫn sử dụng này. Hôm nọ anh em mình đi là đừng lắm lên mây này. Nếu mà bác nào chưa xem được cái video phát quà này thì cũng phải xem ngay lập tức, bởi vì nó rất là vất vả. Hết cả hồn này. 1 tiếng 34 phút tâm ra là ít nhiều người thích xem. Cái này về chỉ cần treo một cái điện thoại ở ngoài cửa, có mạng 4G bắt cái này là xem TV, xem YouTube thoải mái. Còn bây giờ là mình xem vô tuyến đã. Chú ơi, chú đấu vô tuyến cho cháu xem với. Đấu vô tuyến cho cháu thử với. Xịn nhỉ. Mở mật khẩu ra nào. Anh xem tí ra nào. À, quá có đấy. Thế này thì vợ mở kiểu gì? Quýt rồi. Quýt rồi. Đẹp chưa? Số bao nhiêu đấy? Số của em ấy. Chưa thấy gọi cho anh bao giờ. 0387777530. Ấy da, số xịn đấy. Ai tặng có nhớ không? Tên là gì? Tú. Tú à? À, hồi trước là có một anh cũng muốn mua cho em một cái điện thoại. Tuy nhiên thì khi tiền đến thì em đã được tặng mất rồi. Úi. Z7 Prime đúng không? Prima đấy. Đấy. Thì hôm nay anh em mình sẽ đi mua tivi sử dụng cái số tiền 5 triệu đấy để đi mua cái tivi về. Mua về biết làm gì không? Mua tivi về làm gì? Hả? Thế nói tiếng Kinh không biết á? Tivi mình xem thời sự này. Để biết tình hình mình thế nào, Việt Nam mình thế nào, nước ngoài thế nào này. Thứ hai là mình xem thời tiết này để biết xem là nắng hay mưa nhá. Hai cái. Thứ ba là để xem V2 này, cái năm này đấy là nó chiếu về nhà nông mình ấy. Xem là làm ăn như thế nào, trồng cây gì, nuôi con gì, kỹ thuật nuôi các kiểu đấy là những cái sẽ có. Cái đặc biệt nhất là thời tiết này. Và tin tức thời sự, ví dụ như thời gian này là Covid rất là căng thẳng, nhưng mà tại sao bọn em không đeo khẩu trang, bởi vì không biết đúng không? Đấy, đấy là cái lỗi nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đi mình tìm mua cái khẩu trang đã. Sau đó là anh em mình sẽ đi vào. Trong có mang khẩu trang không? Có ạ. Rồi, đưa cho anh để anh cho mỗi người một cái nào. Sau đây anh em mình sẽ đi vào siêu thị mua một cái tivi. Tivi tiếng Mông là gì? Tivi đó đúng không? À, đeo vào. Đeo đúng cách đi. Có biết đeo đúng cách đấy. Thời gian này thì anh em mình đi xóm mình lúc nào cũng chuẩn bị trang bị một hai bịch khẩu trang để luôn luôn là sẵn sàng cho bà con khi mà có người không đeo kịp thì bắt buộc sẽ phải triển khai luôn. Rồi bóp kỹ rồi, đúng, chính xác. Đi, let's go. Đi nhá. Thích mua tivi như thế nào?
À, thích mua cái tivi như thế nào? Cái nào cũng được. Xóm lão lùng anh thấy không có ai có tivi cả. Có mỗi trưởng thôn là bí thư à? Là bí thư. Có nhiều nữa mà ta hỏng hết rồi. Ban đêm thì nó vào xem thôi. À, ban đêm thì xem phim đúng không? Ờ, đúng. Xem phim. Hạn chế xem phim nhá, mua tivi đừng có xem phim nhiều, xem phim nhiều thành lười đấy. Thì xem những cái mà có ích rồi. Ví dụ như anh là toàn V1 thời sự, thời tiết xong thì là thể thao xong thì là xem mấy cái mà thế giới động vật rồi là nhà nông các thứ thôi. Đấy. Cách người ta làm ăn đấy rồi bây giờ đi thôi. Mình thích cái này không? Hả? À, đây này. Đây tôi đi đây. Cái này đúng không? Là bao nhiêu tiền ạ? Là 2 triệu rưỡi. Ok, loại to nữa đi. 3 in cho 3 tiền đi. 2 in là... 3 in là... Không có của Samsung cấp kia. Samsung có. Samsung có, Sony có. LG. Em mỗi chương quá. Cả đầu chảo là bao nhiêu? Đây là mua đầu chảo nữa rồi là riêng đúng không? Ừ, đầu chảo thì tính cả đầu chảo là 46. Em bỏ cái này ra. Lắp lại thử được đúng không chú? Được luôn. Cắm luôn tại đây luôn. Cho test cho xem luôn. Cho anh em được mở mang tầm mắt. Ra gọi là đưa nền văn minh. Cô có biết mọi người như cô bảo láo lùng báo cái ngoài không? Thích con này không? Xin lỗi vì đã dạy cho mọi người lo lắng. Thích chứ đúng không? Nghĩ là em không muốn làm tiền cuộc sống của anh Nhân nữa. Cho nên em cứ là hết rồi, còn mấy cái loại này thôi. Chuyện của em đâu chỉ là thẳng. Thế thì cho anh tin. Rồi ai đưa cô trở lại đây vậy? Xíu chút nữa đấy. Là em đã bị bà Sáu bắt một lần nữa rồi. Cũng may á là có cô bé phóng viên giúp đỡ em về đây đó. Ở trong xã thiếu gì wifi? Ôi rồi ôi, trong cái láo lùng đấy điện nó không có chú ạ. Hả? Cũng phải cũng có gì còn thiếu. Còn thiếu à? Vâng. Chị cô đâu rồi? Đây là cháu mua cho hai anh em này. Cậu nói là cậu có gì nên cậu đi rồi. Quà từ thiện. Trong cái số tiền là như chú nói thôi. Nhưng mà sao em nhìn cô ấy có cảm giác quen thuộc lắm mà em không nhớ ra. Giống như là em với cổ quen biết thân thiết lắm vậy đó. Ui. Cái này là cái này à? Ừ. Cái đấy không phải của nó đâu, không đúng dòng họ của nó không lên được đâu. Không. Nó phải đúng cái gì nhỉ? Điều khiển đúng không? Đúng điều khiển của nó. Một cái một mình thôi. Thôi. Để anh đưa chị trẻ còn nghỉ ngơi chứ. Em đừng suy nghĩ lung tung nha. Đúng rồi, đúng. Thôi, không sao đâu. Em sợ. Cái này là Casper rồi. Quả này là Tết này là rực rỡ nha. Xem táo quân nha, Tết này có táo quân luôn. Smart TV nhé, nghĩa là mình có mạng là mình xem được mạng. Smart luôn đấy. Smart. Smart nó có đặt tên là Smart nhỉ? Sờ không thấy nóng đúng không? Tiếng Việt, ok. Thank you.
chưa có ấy. Đang phát hiện đấy. Đến lần đi nguy hiểm. Ừ. Từ đó kết nối wifi tí đó. Mật khẩu là gì chú? Mật khẩu 123456 78. Mày nhìn kỹ nha. Mà chưa, đấy. Được. Ok, khởi động Netflix à? Ai già xịn đấy. Wow. Không mở đúng là nó không ra đấy. Đúng rồi. Cái gì cũng phải mở đúng thì nó mới ra như thế. Xịn sò. Đấy. Xem YouTube nhé. Chuyển sang LV đi. Thích không anh? Ngồi gần đây anh cho xem. Mình xem nhà của mình nhé. Xem nhà mình nhé. Xuống thì xuống trang chủ. Xem nhà mình nhé. Xem tao rắc mạch nhé. Cho xem cái mặt của tao giống mày luôn. Tức là tao giống vàng là thế nào? Nhưng anh tao giống vàng không giờ tao giống mày. Đây. Thái Lan luôn rồi. Đấy. Mỹ Linh hôm nay đã được mấy triệu đây. Quẩy xịn thế. Tết hào hứng, trọn vị. Đấy. Thấy Tết trọn vị. Nhà này có mặt. Thấy mình nữa hả? Thấy này chưa? Đây vòng qua, vòng đây vòng qua, vòng sỏi cây ra hai người kia, người kia, người kia. Tiết kiệm nhá, hai người. Đấy, thích nha, thích rồi. Tí nữa về anh hướng dẫn sử dụng này. Hôm nọ anh em mình đi này. Đừng lắm lên mây này. Nếu mà bác nào chưa xem được cái video phát quà này thì cũng phải xem ngay lập tức bởi vì nó rất là vất vả. Hết cả hồn này. 1 tiếng 34 phút tân ra là ít nhiều người thích xem. Cái này về chỉ cần treo một cái điện thoại ở ngoài cửa, có mà muốn giờ bắt cái này là xem TV, xem YouTube thoải mái. Còn bây giờ là mình xem vô tuyến nha. Chú ơi, chú đấu vô tuyến cho cháu xem với. Đấu vô tuyến cho cháu thử với. Tôi chào ấy. Cái này này nó có đấu được mạng TV không nhỉ? Mạng của ấy không nhỉ? Của điện thoại không nhỉ? Chú còn chưa thử ấy. Vẫn còn chân mà chú. Mạng điện thoại là như nào chú? Kết nối á? Ừ. Kết nối wifi từ điện thoại á? Nó bảo kết nối từ điện thoại vào, không cần dùng wifi của mình ấy. Được, được. Tức nghĩa là mạng là mình phát wifi từ điện thoại. Ừ, chú. Mình cứ kết nối đây. Nhưng mà chú cho cổng về. Cháu cổng HDMI đấy, cổng đấy nó xem với cái nét được, còn cái cổng này cổng cũ rồi. Bây giờ không ai xem cái cổng đấy nữa. Cổng đó. À, chú lấy cháu không bộ đầu chảo nữa. Chú không có cái dây HDMI chỉ có. Đấy, có này cổng xiên rồi mà. Nhưng mà chú cho xem cái đầu chảo của chú bán cho cháu đấy. Cái đầu chảo nó thông như thế nào? Thì dòng nào cũng được. Cái này dòng. Bây giờ mà ca cộng thì là 1 triệu mấy đúng không? Ừ, ca cộng 1 triệu 2 nhưng mà ca cộng ít người dùng lắm. Dùng có loại 300 này. Không, ca cộng thì mất tiền giả hạn nên là tôi như là không thích. Đây là xem bao nhiêu kênh? 100 kênh. 100 kênh? Ừ. Mà đang có 300 nghìn. Thế thôi. Úi dồi ôi. Nhà mày lắp vào xem nào. Thế thì nhà cháu là sai rồi. Nhà cháu dùng ca cộng mà rất một tháng mà xem nó có được 90 kênh,
chú lắc cho cháu lên để cháu thử xong rồi cháu bế về luôn cho anh em nó xem. Nói 100 cân thì chắc nó lăn lên hết được, chỉ lăn chỉ lên được có 70 cân thôi. Thế thôi, một cân cũng xem hết rồi. Như chú cháu mình một cân với một rồi không xem hết được cái này. Thời gian đâu mà xem. Xem nhiều là có làm được cái gì nữa đâu. Đấy nha. Tàu chả này là có hơn 60 cân. Xem thoải mái luôn đi. Nhất là Tết này mình xem táo quân là khoái rồi. Cái này chắc chắn ở đây rồi mình sẽ mang về, cái này bán tường được không nhỉ? Nhà của mình bây giờ bán ở trên tường thôi. Bán tường mình phải tháo chân đi nhỉ? Chỉ cần xóa xíu thôi. Hai anh em thích nha. Bảo nhá. Hai nhà gần nhau thì mua một cái được rồi nhỉ. Đại gia đình cùng ngồi quay quần bên nhau như thời xưa hồi xưa ấy. Cả xóm. Đi vào ngày mùa rồi mình chỉ xem lúc mình giải lao thôi chứ có phải ngày nào nó cũng xem đâu mà. Đúng rồi. Tự đồng hoa này. Láo lùng. Như cháu là cháu kéo mạng rồi đấy. Trương đồng xá xếp ngày về trương. Không cần qua đầu. Đấy, lên rồi. Được tín hiệu nhưng mà nó lại phải sang hệ khác chứ. Đúng rồi. Trên trước, rồi sang A đây chứ. Sip và ảo thuật tại Việt Nam đang đứng ở đâu trong lòng khán giả so với tiến trình phát triển của tất cả bộ môn nghệ thuật khác tại Việt Nam? Tôi xin thú thật một điều rằng trước đây tôi rất hiếm khi tìm hiểu về sip ảo. Sao chị nghĩ là gì? Nếu như 4.6 thì chỗ bớt cho 100 là tính 45. Bao nhiêu là... Chị của em sẽ nói. Lý sip. Ê, kênh đấy xem được kênh quốc hội này, quốc phòng an ninh này, những cái kênh này là những kênh quan trọng. Tôi đã cố gắng hình dung một số trong số các hộp được tìm thấy và tôi không thể giải mã chúng. Anh biết đấy, tôi đã đọc qua các từ tật điên rồi. Trên thực tế rồi sẽ rất là nếu mọi người hiểu biết pháp luật thì mới xem được kênh này. Là gì để tâm để thử cơ hội? Phim như vậy mà không nhiều thì là cái gì đấy? Người đã sống sờ sờ ra đó, không muốn tích cực. Chắc chắn sẽ tìm được thôi. Sao có cái kênh Hà Giang mình nữa nhé. Bây giờ tôi sẽ xếp an toàn. Nếu có chuyện gì thì tôi... Hà Giang nữa. Bất cứ thông tin thì bây giờ Hà Giang đang Covid rất là nguy hiểm. Cậu ý kia. Nhưng mà giờ lại phát triển phim. Ông Nguyễn Phụ, cô không coi tôi là bạn bè. Tổng giám đốc bệnh viện tái phát bây giờ đang làm viện. Sao cô không nói cho tôi biết hả? Cô coi tôi... Đây là thời sự này, chuyên thời sự. Tất cả các tin tức. Không lý nào lại cho mình bánh xé để mình đáp ứng được. Đây Việt Nam này. Đâu đấy? Tín hiệu không chạy à? Rất nhiều kênh. Tất cả các kênh tìm này. Xem này. Đây là riêng này. Ok, chốt chưa? Chốt nhá, lấy cái này nhá. Rồi.
sản phẩm đấy nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe tính mạng của con người, không chỉ là quý vị mà còn những người khác, thì yêu cầu người ta tiêu hủy ngay. Đấy, còn nếu người ta nhẹ nhàng, người ta không nghe thì buộc trước mắt chúng ta sẽ, nếu mua bán ở chợ hoặc là quanh những cái khu vực mua sắm thì chúng ta báo với quản lý thị trường trước mắt như thế, để cho quản lý thị trường người ta nắm bắt được người ta có những biện pháp không triển khai kịp thời. Cái thứ hai là nếu như trong trường hợp có những cái thái độ mà ngoan cố hoặc là cách thức mà coi thường cái sức khỏe của người dân, quyền lợi của người mua hàng, thì ngoài cái việc mà kiến nghị thì các cơ quan chức năng thẩm quyền như là quản lý thị trường, cục vệ sinh an toàn thực phẩm, cho chú gói gói cho tôi tiêu dùng, cục cạnh tranh của rất nhiều cái tháo chân hay sao ấy anh ạ? Phải tháo chân thì mới chân vào cái hộp ấy được. Vâng. Bên trong nó có cái treo tường là đúng không chú? Ừ, không có đâu. Treo tường là mình phải khác mua thôi. À, mua à? Ừ, mày vặn hai cái ốc kia ra. Có mấy tôi vít ở chỗ kia. Tôi vít ở chỗ bàn đấy. Bao nhiêu tiền cái treo tường ạ? À? Cái đấy chú còn không bán đấy. Thì hỏi thằng Thường với kia xong. Chú hỏi cho cháu. Tôi nghe nó ở cùng chợ ấy. Nó bán cái đồ đấy. Nhưng mà không bán cái đồ ốc tường kia này. Vâng. Nhìn kỹ nha, về nhà lắp nha. Vâng. Không có gì khó đâu, anh ở đây. Rút điện ra anh Hiệp ơi. Mình cứ đi mua đồ mới là mình cứ thích nhé. Xin được chia sẻ với quý cô anh chị một chút là cái TV này là Tao Giáp Bạch sử dụng cái số tiền 5 triệu của chú anh Phương Nam gửi để mua điện thoại cho thợ đấu Lầu Mỹ Vành. Tuy nhiên thì thợ đấu đã được là một anh nữa tặng cái Z7 Play rồi. Thế nên là số tiền này sẽ mua TV để anh em ít nhất số trước mắt là được xem Táo Quân này, thứ hai là được mở mang kiến thức, xem thời tiết các thứ, những cái cần thiết trong cuộc sống. Xem người ta làm ăn nữa. Ừ. Đây đang hiểu ạ. Đó. Đây sốt này luôn này. Phải không? Ui sao cao thế nhỉ? Đây bác chào mình làm hết nhá. Dạ. Vâng vâng. Đi xuống đi bác tầm 15m là thừa, còn 12m thôi. 15m là thoải mái. 15m là thoải mái. Ngược, bị ngược rồi. Cầm cái dây lên cho anh. Đó. Rồi. Ngày mình nó trở căng đét luôn. Đó, cho dây cho đòn. Này đi thoải mái à? Luôn, chắc kiểu anh hiểu hơn nữa, dịch cái rắn vào này. Đấy. Nhớ nhá, bây giờ đi đâu là đeo khẩu trang vào. Và ngày mai cái này là theo mai ra chợ mua bò cũng thế nhá. Là mặc ấm mà, buổi sáng lạnh lắm. Đeo khẩu trang các kiểu. À, không. Đây. Phá bỏ thế. À, xá bán à? Không phải của xá, của trên chỗ nó đúng không? Được. Tùy em thôi, em thích ra chợ thì anh đưa em ra chợ. Em thích lên nhà xá, lên nhà xá muốn. Ok. Ai ngồi đằng sau thì cầm nhá. Đây buộc nữa. Chả nữa, cái đồ này nữa, đồ lắp chả nữa, dây nữa. Ừ. Chưa xong đâu, còn nhiều đồ mà. Đồ một bộ đây này. Dọn đây đi. Đây. 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 Cho hai anh em ra đây cho chú hướng dẫn này. Smart TV.
cho tất vào đây cũng được mà. Bây giờ cái khó nhất là về dò tín hiệu thôi. Đi về nhà nào nó cũng có tivi, nó có biết lắp luôn mà. Lắp thì biết nhưng mà dò là khó. Nhớ là dò thôi, quay cho. Đây, cái này bị cầm cũng được. Đây, lần này mình buộc. Đâu nhỉ, có băng dính. Vậy lấy băng dính vào đây cho anh. Băng dính vào đây. Cho hai túi đi anh ơi, cho nó chắc. Đây một túi đây rồi, được rồi. Thế thôi, bằng túi mua nhiều về vứt thôi mà. Vứt đi lại. Không phân hủy được. Trời đấu là muốn về nhà để xem TV lắm rồi đấy. Ui quả Sony này. Quả này là 65 inch rồi chứ. Ừ, 65 inch. Quả này xem gì nữa. Xịn xò luôn. Được chưa? Bây giờ là sẽ đi mua một cái bình thường. Bắt đầu rồi. Chưa trả tiền. Chưa trả tiền. 45 bạch nữa. Một xe này à? Đúng rồi, đổ không đủ treo vào cho anh. Tivi một người ôm rồi. Đồ treo vào xe của Trọng cũng được, xe của anh được. Mà tôi mua ốc tường đâu nhỉ? Hả? Ốc này, kia khoản ốc phải. Để anh chạy đi hỏi cho. Nếu mà không có thì thôi, biết là có thì anh mua. Vâng. Đây là dây co dạo này mua đầy đủ thế. Mũ đâu? Không mang à? Ui giời, sau đi là phải mua nhá. Đội vào nhá. Đi. Hả? Đó, TV tí vô tập tạo là phút tập tức mà rong rơi. Đi. Ok. Let's go, đi xem TV đâu. Đeo đó, đi xem TV đó. Mua xem TV đâu. Đi lắp TV xem thôi. Đấy, chạy khắp hết cái chợ Mậu Duệ không có cái bán tường. Nên là bọn anh tạm thời là để góc này nhé. Thì không để trẻ con nghịch đâu nhá. Xong thì hôm nào mà có thời gian mà ra đến thị trấn Yên Minh ấy thì gọi điện cho anh. Xong anh đưa vào chỗ thế giới điện máy xanh ấy, họ sẽ bán cái bán tường cho.
Còn không thì hôm nào anh vào anh sẽ chủ động cầm vào cho em nhá. Bây giờ bán cứ tạm thời để ở góc này đã. Bây giờ bọn anh sẽ lắp xong cho em rồi là sẽ cùng nhau dò tín hiệu, hy vọng là tìm được. Xong thì bọn anh cũng đi ra ngoài huyện thôi. Trên này hơi nhiều núi, dò hơi khó đấy anh ạ. Rồi cố gắng để em nó có tivi xem. Để dọc theo bàn em hay để như thế này. Cắm điện vào vậy. Cái đấy để dưới thoải mái mà chồng. Đấy quá chuẩn bài đúng không? Thôi cái ni lông mình xé ra đi để đấy xem nó nhìn nó nham nhở lắm. Ta bóc tem quen tướng ấy. Cái này chính xác là bóc siêu đấy. Đây là cái cảm giác sướng nhất khi mà mua đồ hàng mới. Kể cả xe máy hoặc là điện thoại hoặc tivi. Cái cảm giác này là cảm giác sướng nhất. Để Vinh trải qua cái cảm giác này xem nào. Bây giờ là của em rồi. Anh Phương Nam anh gửi cho em đấy. Ngoài ra anh Phương Nam anh tài trợ em một con bò nữa. Thì là sáng mai anh em mình sẽ ra chợ để mua. Ok chưa? Ừ. Thế cẩn thận nhá, bay cái logo bây giờ. Đấy. Mới nhất đẹp đúng không? Úi dài. Rồi, cắm điện vào. Lắp ấy chưa? Lắp dây hết chưa? Lắp dây rồi nhưng mà chưa hồi sáng. Rồi, ok, bây giờ đang tìm tín hiệu nữa. Rồi, điều khiển đâu? Bật lên. Mới đẹp nhờ. Sướng thật. Tivi này là 32 inch nhá quý cô anh chị nhá. Đây. Smart TV. YouTube này, Premier Video này. Đấy, frame rate này, HDMI này, Wi-Fi streaming này. Đấy. Trị giá của tivi là 4.2 triệu và thêm cái đầu chảo này là 300.000 nữa là 4.5 triệu, anh ấy fix cho 100.000, 4.6 triệu nhưng mà anh ấy fix cho 400.000 này. Đầu chảo xịn sò, wifi, youtube, DVS. Đấy. Anh ấy lì xì cho 100.000. Anh ấy lì xì cho 1/10 triệu. 1/10 của 1 triệu. Cài cái áo vào, sao để cái áo phanh ngực vào đây. Bây giờ công việc là tiếp theo là các thông tin là anh cài hết rồi, tí nữa anh sẽ hướng dẫn nhá. Bây giờ là đang lắp cái đầu chảo này. Cái này gọi là cái chảo, còn kia là cái đầu thu. Cái này là cái tivi nhá. Nhất là cái điều khiển này là không để trẻ con nghịch. Không nó ném nó đập là hỏng là không có điều khiển mở đâu. Mỗi tivi này nó chỉ duy nhất có một cái thôi nhá. Hỏng là chỉ có vứt tivi thôi, hiểu không? Đấy, gọn gàng nhá, nhìn anh Trọng setup cho xịn sò chưa? Không có tín hiệu. Đấy. Rồi. Làm cái chảo nữa. Chưa có tín hiệu. Nha. Đây là phát điện, phát wifi từ điện thoại nhá. Bây giờ em có cái con G7 phát wifi để ngoài kia, nó có 4G thì mình sẽ vào đây mình xem được. Kết nối. Cái này là xem bằng mạng thôi, tín hiệu đang lắp. Xem đang lắp đấy. Vậy với các anh Hiệp nhìn dưới thế thế nào? Khách không biết phải hỏi anh Hiệp thôi nhá. Tí nữa anh sẽ hướng dẫn em cách dùng. Không phải lo. Xem tự lủng trước em đi. Tự lủng à? 4K luôn nhá. Thôi bây giờ là bắt tín hiệu ra nhỉ. Cái này mạng tí nữa anh sẽ hướng dẫn cụ thể từng cái một. Có wifi là được xem. Ui rồi các bạn nhỏ thích thế. Gọt xuống.
có mấy rồi tao mới ta chỉ kia rồi. Vui không vậy? Chả đâu là rồi dây điện sẽ không cho ra được. Cẩn thận cái đầu cái nó rơi đấy. Cái đầu cái anh kia làm chắc đầm nhá. Rơi là không tìm được đâu. Mình vừa lắp vừa xem cái tu ve nhá. Đấy. Đấy, các bạn nhỏ thích chưa? Nhẹ chứ nhỉ? Sao biết mình? À, nhảy xuống tivi chứ nhẹ. Đây là món quà của nhà và thợ đấu đó. Ui xèm nét thế. Nét thật sự. Thấy cúng nhỉ. Sắp thấy rồi đấy. Còn là nhà đồ máy tính thì sẽ triển khai sau. Đây là món quà của Phương Nam. Đấy. Tao cũng lấy qua thế này. Được rồi. Các bạn nhỏ xem đông lắm. Vành thấy mình chưa? Thấy mình trong TV chưa? Đây là lên TV đấy. Hôm nay có các bạn nhỏ xem nữa. Đúng không? Đấy. Bảo bố là con lên TV rồi đấy. Đấy, chào nhá. Ok, em chào chị nhá. Hôm nay xinh gái thế. Chắc là sắp lấy chồng mới đúng không? Anh Hiền, lần chào chị nhá. Anh vừa nhận được một cái TV. Thế á? Ừ. Cả ơn anh đi nhá. Anh lấy mình hớt cho anh đi xem. Mua cho em anh ạ. Không, cái này không cho em mình đâu. Thế á? Tôi nhận được rồi. Này là nó có sự cố gì thì mình biết là sửa. Bây giờ lấy kéo cho anh đi. Mình hiểu lắm nhá. TV nét căng quá vậy ạ. Thế này thì lại xem phim thôi. Không xí đâu. Anh Hiệp có năng khiếu thế đấy. Rồi, bây giờ còn đầu bên kia nữa thôi. À, hai chú cháu là... Ui, hôm nay đội mũ nồi đẹp thế. Chào ba, có anh em là thì... À, Em
tức là giúp đỡ cho bất đẹp không thì chắc cũng phải tiếp với chị dòng trên vẫn 60, dòng dưới vẫn 00 nhá. Rồi các vị tránh ra để tôi bắt tivi nhá. Vẫn thế, cố lên, sắp được rồi đấy. Chưa được nhá. Vẫn 60-00 rồi, trên vẫn 60, dưới vẫn 00. Vẫn 60-00 rồi. Hôm nay là thợ tìm tín hiệu Lầu Mỹ Trọng. Quay lên trên. Hả? Trọng quay quay cái mắt soi về bên này hẳn sao nào? Anh thấy nhà của anh và bán hàng là quay về bên này đúng không? Quay về hướng Mậu Duệ đi. Quay hết về Mậu Duệ đi. Nữa đi. Chưa được đâu. Chưa được. Nhẹ thôi. Ngẩng xuống một tí. Được chưa? Được rồi anh ơi. Rồi rồi rồi, giữ nguyên nhá. Rồi rồi rồi, xuống đây xuống đây. Xuống đây xuống đây. Xuống đây. Sẽ lắp đặt máy đo thân nhiệt tự động tại các bến xe nhà ga Hà Nội để tăng cường phòng chống dịch yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải. Mềm thế. Rồi. Dừng các chuyến xe miễn phí và hỗ trợ người lao động ở lại nhà trọ đón Tết. Hoạt động của công đoàn doanh nghiệp để đảm bảo nhanh lên. Được rồi nhá. Đây, xem này, chống dịch như này. V1 là lúc nào cũng sẽ chiếu thời sự, thời tiết và thể thao và các thông tin liên quan đến chính trị. Đấy, là mình cứ xem như này nhá. Đấy, bây giờ là xong rồi, bây giờ anh sẽ mở bé thôi. Đấy, anh sẽ hướng dẫn em dùng các cái điều khiển này. Cái hộp này thì cất lên trên này. Khi sau này mà có hỏng hóc gì thì mình mang theo cái tờ giấy phiếu bảo hành như này ra cửa hàng nhá. Trong vòng 1 năm họ sẽ sửa mình, sửa cho mình. Để lên trên gác nhá, cứ để lên trên gác. Đấy. Rồi, cất lên trên gác đi, xong anh hướng dẫn sử dụng điều khiển các thứ. Sau đấy là anh cũng xin phép kết thúc video này và đi về. Đấy, cái đấy cũng được nghỉ thôi, không được đốt đâu nhá. Đây nhá, cái này là cái của đầu chảo này, đầu chảo là cái bé. Thì cái chuyển kênh đầu chảo nhá, sang lên này, lên nút lên là lên kênh, ví dụ đang ở V1 thì bấm này là V2 V3 đây này. Đấy, còn đây là cái nút tăng đâu, đúng rồi, nút đây là nút này, nút gọi là tăng chuyển kênh ấy. lên xuống này, thấy chưa? Còn cái này là âm lượng này, âm lượng của chảo ấy là tăng giảm tùy. Tăng âm lượng là nút này, giảm là nút này. Đấy, đây là cái đầu chảo này, là chuyển kênh lên là bấm nút này, xuống kênh là nút này. Này là tăng âm lượng, giảm âm lượng. Còn những cái này menu này mình không bấm nhiều đâu nhá, bấm nhiều là không biết quay trở về chết. Còn mỗi cái tivi này thì cái này em không có mạng thì khác. Nếu mà có mạng em muốn xem YouTube bấm vào cái logo YouTube này là xem YouTube, nhưng mà phải để cái điện thoại ngoài kia như anh Trọng bây giờ ấy nhá. Đấy, thì mới xem được. Còn tăng âm lượng cũng thế. Nói chung là cái điều khiển này không dùng nhiều đâu, dùng cái này này. Để xem vô tuyến thì dùng nhiều là dùng cái này thôi. Đấy. Trước khi đi ngủ thì mình tắt đi, không xem thì mình tắt đi nhá. Tắt là tắt bằng cái này thôi. Tắt bằng cái này, tắt cả hai. Cái này không cho trẻ con nghịch đâu nhá. Em lấy một cái túi bóng hoặc lấy một cái giấy gì bọc vào để sợ nước vào các thứ. Đấy, không mở đâu. Là để trên cao hả? Nút này nút tắt, mở cũng mở nút này luôn. Cái này tắt âm thanh này. Đấy, bây giờ mình bấm phát là tắt âm thanh nhá. Đấy, tắt tiếng không nghe nữa đúng không? Bấm phát nữa. Này lên này, tắt này. Tắt là bấm nút này, mở nút này. Mở đồng thời là tắt bật cả hai nút này.
đây cũng có thể tắt âm thanh được nhé, nút này cũng tắt âm thanh đồ chảo được. Đấy. Nói chung là những cái menu em không cần liên quan, chỉ cần biết chuyển kênh, xem kênh là được rồi. Muốn xem YouTube thì cứ xem vào đây và bấm tìm kiếm là được nhá. Cụ thể cái gì không biết sau này cứ gọi cho anh. Bây giờ có điện thoại rồi gọi video được đúng không? Cài Zalo gọi video được nhá. Cái này không cho trẻ con nghịch nhá, được chưa? Như thế là đã xong. Anh đã hoàn thiện phần món quà của anh Phương Nam là 5 triệu mua cái TV cho em là đã xong. Bây giờ xem vô tuyến, xem thời sự, xem dịch corona, đi đâu mình phải đeo khẩu trang vào nhá. Nhất là đi chỗ đông người là đeo khẩu trang. Xem thời tiết, rồi xem cách nhà nông làm ăn thế nào, trồng cây gì, con gì là xem ở đây hết nhá. Xem phim anh vẫn cho xem, nhưng mà xem ít thôi, xem nhiều là không thời gian đâu. Thường thường như bọn anh thì có xem thời sự này các thứ là đúng giờ, hết giờ nghỉ giải lao mình mới được xem, còn không có thời gian ngày nào ngồi xem nhá. Thì đây là chúc mừng em đã có nhà mới, có mọi thứ và có thêm cái TV nữa. Thì thông qua cái video này, bản thân Tam Giác Mạch cũng xin chân thành cảm ơn anh Phương Nam đã gửi số tiền 5 triệu về để mua TV. Đúng ra là mua điện thoại cho em, nhưng mà em có rồi thì thôi, thì chuyển sang mua TV để xem nhiều hơn. Ngoài ra thì anh Phương Nam còn gửi cho em tiền để mua bò nữa, thì đúng như kế hoạch thì là chủ nhật anh em mình sẽ đi mua nhé. Chúc mừng em đã được TV. Đây. Cảm ơn anh và anh Phương Nam đã mà gửi tiền mua điện thoại, nhưng mà em đưa điện thoại rồi thì mua cái TV cho anh cũng tốt. Mà em cũng cảm ơn cho anh Phương Nam rất nhiều, và chúc anh sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Rồi nhé, bây giờ anh em mình sẽ dừng cái video này tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị và khán giả trong giấc mạch trong những video tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn.